Chào cả nhà. Nó quyết định đem bất kích. Không đem bất kích không thấy đường gì hết. Đây trầm càng đấy, uống thiệt, uống mẹ một ăn mà để đốt cho ba tử. Cái gì nhỉ? Vẫn hai bàn, bây giờ mới bàn một bàn tính tiền đúng không? Bây giờ ăn ăn đây. Bánh xèo miền Trung. Mời cả nhà ăn cùng ra nha. Sao chị đang ngồi tư lý.
điện thoại cho bác của mình bị đặt đi được á. Mà người ta không có khóa không phải là không biết cái nhau không biết nữa.